Kính thưa quý vị, cảnh sát chống bạo động tại Mạc Tư Khoa quay đi video để ủng hộ thí sinh tham dự cuộc thi ca hát tại châu Âu, tin từ Mạc Tư Khoa, Nga. Cảnh sát chống bạo động cùng sĩ quan người Nga đã đăng tải một đoạn video nhằm ủng hộ cho thí sinh Polina Gagarina đang tham dự cuộc thi ca hát Russian Eurovision vào thứ Ba ngày 19 tháng 5, chỉ vài giờ đồng hồ trước khi vòng bán kết của cuộc thi lần thứ 60 này bắt đầu. Đoạn video cho thấy các cảnh sát viên ăn mặc trong áo giáp uy nghiêm đứng trên trần một chiếc xe tuần tra, theo sau là xe thiết giáp cùng với quốc kỳ Nga. Lực lượng đặc nhiệm tay giơ cao khiên bảo vệ có ghi chữ Russia Go Forward. Đoạn video cũng cho thấy hình ảnh một vận động viên mang huy chương cùng một chú chó với tấm bảng cầu may mắn và một nhóm thanh thiếu niên cầm bảng hiệu ghi dòng chữ cầu phúc cho thí sinh Polina Gagarina chiến thắng. Đoạn video này được đăng tải trên YouTube với lời chia sẻ rằng các nhân viên cảnh sát chống bạo động cùng với các sĩ quan của quân lực Nga ủng hộ thí sinh Polina rất nhiều và chúc cho cô thí sinh có được tự tin và hãnh diện khi đại diện cho nước tham dự cuộc thi. Cô Polina Gagarina, 28 tuổi, người chiến thắng cuộc thi truyền hình The X Factor của Nga, sẽ hát bản ballad A Million Voices trong cuộc thi âm nhạc quốc tế từ châu Âu. Sau đêm thử giọng đầu tiên, giới chuyên môn đã khẳng định rằng cô là người thứ ba có cơ hội chiến thắng nhiều nhất trong năm nay. Tuy nhiên, trong năm rồi, một thí sinh khác của Nga đã không nhận được sự tán thành từ khán giả vì việc sáp nhập lãnh thổ đối với Crimea. Người ta cũng e ngại rằng thí sinh năm nay sẽ phải đối mặt với thái độ tương tự từ khán giả. Để thêm phần kịch tính cho cuộc thi, các nhà tổ chức cho biết rằng các phiếu bầu từ Crimea sẽ được tính là phiếu đầu từ Ukraine bởi vì chỉ số tính được dựa trên mã điện thoại quốc gia. Cuộc thi này được tổ chức vào những năm 1950 để giúp tăng cường sự đoàn kết sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Điểm số hiện nay được chia đều một nửa từ ban giám khảo và một nửa từ phiếu bầu qua điện thoại và tin nhắn SMS.